Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Bảo Vật. Thì hôm nay em xin sẽ hướng dẫn cho mọi người cách cán lít giấy đối với dòng máy Win4012VL+. Thì cái việc cán lít này, khi mà mọi người sử dụng nhiều cái kích thước giấy khác nhau, tại vì một chiếc máy này nó có thể in được nhiều cái khổ giấy khác nhau. Khi mà mọi người thay khổ giấy khác vào và chiếc máy nó sẽ báo lỗi, hoặc là nó sẽ in tem cất tem, hoặc là in bị lật tem, thì mình cần phải cán lít máy để cho nó hiểu cái khổ giấy hiện tại, để mình có thể là fix được những lỗi mà như em liệt kê vừa rồi. Thì em ví dụ như ở đây ha, thì chiếc máy này khi mà mọi người bấm fix hoặc là mọi người tiến hành in thì máy nó sẽ báo lỗi E04 paper jam, thì hoặc là E03, E04 liên quan tới là lỗi giấy. Thì cái bước này thì mình cần phải calibrate lại chiếc máy này cho nó hiểu cái khổ giấy hiện tại. Tại vì lúc ban đầu em đang sử dụng một khổ giấy với kích thước khác mà em thay cái khổ giấy này vào, nhưng em không thực hiện cái quá trình calibrate thì nên nó sẽ bị báo lỗi. Thì các bước thì mọi người hãy làm theo em ha. Thì đầu tiên thì mọi người nhấn nút số 4 và số 1 là menu và fit này để cho nó sẽ về cái màn hình ready ban đầu ha. Về ready ban đầu giúp em nha. Rồi, bước 1 thì mình sẽ nhấn nút power. Nhấn nút power cho màn hình trở lại power. Sau đó thì mình sẽ nhấn giữ nút cuối cùng là nút calibrate đây này, level này, hoặc là nút enter này. Mọi người nhấn giữ nút này ha. Đây. Thì màn hình nó sẽ hiện thì đây là chữ calibrate và đây chữ len là 100. 100 ở đây thì mình sẽ hiện là mình sẽ cái số này sẽ tương đương với là gấp đôi cái khổ giấy mình đang sử dụng. Ví dụ như mọi người đang sử dụng kích thước giấy 50 thì mọi người điều chỉnh cái này là 100. Còn nếu mà mọi người đang sử dụng giấy 30 thì mọi người điều chỉnh nó tầm 60. Cái kích thước này, cái số thông số này không cần thiết là phải đúng nha. Phải đúng cái chắc 100%. Ví dụ như 30 mọi người nhập 100 cũng không vấn đề gì, miễn sao mọi người phải nhập lớn hơn gấp đôi so với cái số kích thước mà mình đang sử dụng ạ. Hiện tại của em đang 50 này thì em sẽ nhập 100. Nếu mà để tăng giảm cái này thì mọi người hãy nhấn nút fit và nút power. Nút power để giảm và nút fit để tăng. Đây. Những giấy mà em đang 50 nhưng em nhập lên 100 hoặc đến 120 vẫn được nha mọi người. Không vấn đề ha. Nên mọi người cứ nhập cho nó mức số con số là tương ứng hay tương đương thôi ha. Ví dụ em nhập 120, sau đó mọi người sẽ nhấn nút enter hay là nút calibrate giấy này ha. Giấy nó sẽ chạy ra một vài tờ. Tầm đâu đó khoảng 3-4 tờ ha, tùy thuộc vào cái thông số mình điền. Đây. Sau khi nó chạy ra xong nó sẽ dừng ngay cái vị gấp xét. Mọi người hãy thử xem chiếc máy này nó đã hiểu giấy hay chưa bằng cách đó là mình nhấn nút fix, nhấn nhạc ha. Đây, nó không báo lỗi, ready. Một lần nhấn nó chỉ chạy ra đúng một tờ thì coi như là chiếc máy đã hiểu cái khổ giấy. Và sau đó mình sẽ tiến hành in thử lại ha. Thì một số bước khá là đơn này nhưng nó có thể giúp ích được mình rất là nhiều trong quá trình sử dụng và thay lắp giấy và mực. Hy vọng thì mọi người có thể làm được ha. Thì nếu như mọi người cần có thắc mắc hoặc mọi người cần hỗ trợ, mọi người hãy gọi ngay tới công ty Thế Giới Bảo Vật qua số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập vào website thegioibaovat.com. Nếu thấy video này hữu ích thì mọi người cho em xin một like và một subscribe. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người.